Hôm nay ngày 4 tháng 2 năm 2022, ngày vào ngày 4 Tết, tôi trực tiếp giao dịch TNS chia sẻ với nhà đầu tư và trực tiếp giao dịch để cho học viên và chúng tôi bên trung tâm đào tạo Forex theo dõi và nhìn nhận và đánh giá rõ các giá trị giao dịch thực tế trên thị trường. Nhà đầu tư cần phải hiểu rõ trên thị trường giao dịch Forex, mọi giá trị cần phải được người thầy học trực tiếp minh chứng vào trong thị trường thực tế, họ vận dụng áp dụng vào trong thị trường thực tế cho chúng ta thấy rõ về các giá trị, năng lực và áp dụng thực tiễn trên thị trường. Như vậy chúng ta mới biết được rằng người đấy có năng lực thật sự hay không. Không có chuyện thầy dạy Forex hay á quân Forex thế giới hoặc pro trader tham gia vào thị trường này mà không chịu giao dịch thực tế trên thị trường, đây là điều nhà đầu tư cần phải nhìn nhận nha. Còn lại tôi đi trước và sẽ có những cái mà tôi sẽ phải tắt tiếng đi để không có chia sẻ ở bên ngoài hoặc nhà đầu tư thông cảm. Rồi, anh em theo dõi nha. Đóng cái máy đi cả tôi. Tâm đừng quay về nhưng mà cho máy lại nha. Cái kia đó. Rồi, ăn đâu kể là ăn đậm rồi. Thấy chưa? Xíu chưa? Không biết tí nữa sẽ thân nào. Scan nha. Ok chưa? Đó. Em đánh scan nhanh không? Đấy là điểm hay không? Đó. Đấy, em không có đọc được cái tin này là gì. Đó. Chưa có muốn. Thì anh em khi giao dịch test ở đây không có đánh nha. Khi anh em giao dịch ở trên thị trường là anh em phải nhìn nhận lại vấn đề này. Chúng ta giao dịch chúng ta cần cả khoảng thời gian dài để chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá. Có như vậy chúng ta mới biết được rằng người đó có năng lực thật sự hay không ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Giao dịch được thì phải chứng minh được, giao dịch không được sẽ không có giá trị chứng minh vào trong thực tế nha. Đây là điều nhà đầu tư cần phải lưu ý. Chào tạm biệt anh em, tới cuối máy đi rồi. Bỏ tài khoản này ăn đi. Tài khoản này cũng ăn rồi. Tài khoản này sáng tao nạp vào đánh cho anh em xem nè. Ăn chưa? Đó. Này, like nha. Đây tài khoản này thế. Ok. Đó, 7 đô lên 1.100 này. Nhanh không? Đây, tài khoản đánh theo yêu cầu của học trò online nha. Đó. Đang ăn. Ok nha. Đăng ký tài khoản này, cái sàn này, cái sàn đều này. Đó, điều cho người ta này. Lúc nhận có 400 mấy đô. Đây là lên 1.600 trong vòng 2 ngày này. Đó. Đây xem nào. Đó, tài khoản đang cứu nha. Đăng này. Ok nhé. Đó. Anh ngồi cứu cùng của nó này. Đó, thấy không? Tài khoản này là gì nhỉ? Đạt vào 1.000 này. Thấy không? Đấy còn khoảng 400 đô mà tao cứu lên. Lấy cho rút ra 800 này. Đó. Đúng chưa? Rút rồi đấy.
Đó. Đây vừa nãy cho rút tài khoản đang thiếu cho khách hàng này, và anh thực tế cho học viên xem. Đó, tiền nạp vào ngày 6 tháng 2 là 1.000 đô. Đó. Và thì nhà đánh cuối cùng họ đánh mất và tôi cứu lại là bây giờ là nhà 1.800, gần 1.800, và thì nhà họ đã rút tiền ra bớt nha, cho họ rút ra 600, 800 đô. Đó. Ok. Ai thực